cháy hết nhưng mà nó đẩy hết mấy cái nước ra là chạy đều lại chứ không bị gì hết ha. Rồi hello anh em luôn, chào anh em đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương. Bữa nay là ngày 14 tháng 3 ha. 14 tháng 3 năm 2020 thì gửi đến anh em là có 9 cái máy cưa và 2 cái máy tỉa cành ha. Đó, đáng lẽ bữa nay là em lên cắt cỏ nữa nhưng mà cắt cỏ sẵn vệ sinh chưa có đẹp, chưa có sạch sẽ, chưa có đẹp được nên là chưa có lên cho anh em ha. Cắt cỏ thì cho nó lên luôn sau đi. Bây giờ rửa được cái máy này, hai con tỉa cành với lại mấy máy cưa thì lên trước. Rồi anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với bạn Phong Thành này anh em ha. Đấy, hiện nay là tình hình dịch nó diễn biến rất là phức tạp, do đó là máy móc rất là hút hàng. Anh em nào có nhu cầu mua thì nên tranh thủ đặt mua. Và nhất là trong cái lô này là chính cái con máy cưa tâm huyết mà bên em đã đi lựa đi tuyển, rất là đẹp cho anh em luôn, không có gì để chê được hết. Thì chúng ta cùng nhau xem hết video này đã biết ha. Đầu tiên đó là hai cái con tỉa cành. Hai cái con tỉa cành này là rất là xịn sò nha. Anh em nào mà cần mua tỉa cành là cần là hốt ngay hai con này, tại vì cái đợt này là nó về được hai con này là có hai lưỡi nha anh em. Đó, có nhiều đợt anh em về anh em bình luận ở dưới là kêu kiếm cho anh em là cái con hai lưỡi không à. Anh em không có chuộng cái dòng mà một lưỡi xài thì nó không có kinh tế bằng hai lưỡi, thì bên em là kiếm được con này là hai lưỡi nha anh em. Hai lưỡi ha. Rồi, con bên đây là có ba lưỡi luôn. Nó chơi chứ thực ra là cái lưỡi trên là lưỡi ảo thôi. Lưỡi trên là giống như cái miếng bảo vệ của nó thôi. Ha, thì cái này rồi tạm gọi là ba lưỡi, thực ra là nó có hai bề mặt lưỡi thôi. Đó. Rồi cái con TC1 này là 1,7 triệu ha. Cái con này thì ngay cái bình này nó hơi rạng rạng chút xíu nhưng mà không ảnh hưởng gì hết ha. Đấy, với lại xăng thì mình khi nào mình xài thì cũng cỡ nửa bình chứ không ai mà châm đầy nhóc hết trơn á. Đó. Đó, con này thì nó 20cc. Đó, cái lưỡi của nó thì nó không có ba lưỡi như thằng kia nên là giá tiền nó rẻ hơn, với lại nó hơi bị rạng, nó mắc cái thẩm mỹ ở chút này. Nó hơi bị rạng rạng cái bình thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Mình châm xăng vô, mình châm khoảng nửa bình mình chạy rồi rất là ok, không có bị ảnh hưởng gì hết. Đấy. Rồi, con Tanaka, con này thì 20cc rất là đẹp nha anh em. Mà giá này rất là hời nha. Giá con này nếu mà bình thường là khoảng 2,2 triệu, 2,3 triệu là đó. Tại vì nó tới hai lưỡi. Và trong cái lô này bên em bán chỉ có 1,7 triệu thôi. Đấy. Đó, giảm giá trực tiếp cho anh em luôn. 20cc made in Japan ha. Rồi con này thì là 2 triệu ha. Con thì này thì là 2 triệu, con này thì nó tới 21cc. Và cái lưỡi của nó, bộ lưỡi của nó đẹp hơn, kể cả là nó có cái ốp nhôm giả lưỡi ở trên này ha. Đó, giả lưỡi ở trên này, rồi tạm gọi nó là ba lưỡi. Lóc rất là đẹp. Đó, 2 triệu nha anh em. Đó, con này thì rồi, tất cả đều ok hết. Ốc ác rồi này kia là zin 7 màu hết. Rất là đẹp. Anh em thấy không? Ốc nè, ốc vàng nè thấy không? Đó. Rất đẹp, rất đẹp nha. Con này đẹp chỉnh chu. Còn con bên này thì là cũng 1,9, 1,10 với con bên đây. 20 với 21 cc thì là hầu như là không có gì khác biệt. Rất là bình thường. Bằng công suất nhau thôi anh em ha. Nè, nước mới rửa xong là nên là nước nó hơi chảy ra ha. Rồi, em sẽ đo cái bộ lưỡi cho anh em coi. Lưỡi con này là khoảng 6 tấc nha anh em. Nếu mà đo hết tới chiều ở đây luôn là 6 tấc ha. Tới cái lóc máy luôn là 6 tấc. Ở bên đây cũng vậy. Đúng rồi, hai con này cái bộ lưỡi nó bằng nhau nha anh em. Nha. Rồi em đưa lên cân cho anh em coi. Con mấy con này rất là nhẹ. Mặc dù là lưỡi nó rất là dài nhưng mà nó rất là nhẹ. Con này chỉ có 4,2 kg thôi ha. Rồi, con Tanaka bên đây. Tanaka bên đây thì là chắc cũng vậy thôi chứ gì. À, con Tanaka này nó nặng hơn, nó 4,5 kg. Một phần là động cơ nó lớn hơn, một phần nó có thêm cái miếng này nữa, nó phải nặng hơn rồi, đúng không? 4,5 kg. Rồi. Hai máy tỉa cành. Hai máy tỉa cành nói là tỉa cành chứ anh em nói là về tỉa bonsai cũng được nha, cắt cỏ cũng được nha. Cỡ cái ngón tay cái của em nè ha, thì cái này đưa vô. Phá
không, đứt hết chưa, không vấn đề hết. Còn anh em nào mà mùa dịch này mà sợ đi hớt tóc thì lấy cái máy này hớt luôn cũng được ha, hớt tóc luôn cũng được, nó y gan như cái máy tông đời của mình hớt tóc thôi, rất là đẹp nha em. Nhắc lại một lần nữa là hai con này là rất là đẹp luôn. Anh em nào mà chưa có nhu cầu hiện tại mà tương lai mới có nhu cầu thì nên mua luôn, thì nó quá đẹp mà giá quá rẻ nha. Cái con bên TC2 đây màu sắc màu sơn của nó còn đẹp hơn nữa, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đó, mua mấy máy cũ này là anh em phải có duyên nha. Nhiều khi mình có tiền cái mình không có mua được cái máy mình ưng ý, còn khi mà mình đã thấy nghe được cái máy ưng ý là mình phải hốt nó liền. Đó, có 2 triệu bạc chứ nhiêu, 2 triệu bạc anh em đi nhậu 1-2 bữa cũng hết trơn, trong khi mình mua có cái máy là mình xài hoài luôn. Máy là lóc là trắng tươi, trắng còn hơn cái nồi niêu sâu chảo nữa nè, quá đẹp luôn nha. Con nào con nấy quá xuất sắc ha. Rồi, kế tiếp nữa là cái con C1, cái con tới máy cưa ha, còn nhiều là mình bây giờ mình đánh vô máy cưa. Cái con C1 này đầu tiên vô là mình thấy được là cái lam đó là lam Latin đó, mới vô là thấy là lam Latin là thấy ngon rồi đó ha. À, lam Latin mà có 2,1 triệu thôi, con này là Echo 341 nha, Echo 341 đây, Echo 341 best in Japan, mới vô thấy là thấy cái lam là thấy ngon rồi, thấy cái lam là thấy lại cái lam rồi. Nói cái lam không là 500-600 ngàn rồi anh em đó. Cái lam này là lam 4 tấc nha, con này 2,1 triệu, Echo 341 thì nó khoảng 34cc đó. Con này thì cưa củi là hết sảy luôn, 5,1 kg, 5,2 kg, 5,3 kg, 5,3 kg cho con này anh em, cho con Echo 341 5,3 kg. Con này là cưa củi rất là ok nha, chạy rất là đập, nó chạy ưu điểm của nó là chạy rất là đầm máy nha, nó là tương đương với Echo 331 đó nha. Hồi nãy em có về một con 331 nữa, nhưng mà cái anh đó anh đi ngang, anh này khách quen gần nhà, gần tiệm mình ha, anh đi ngang anh thấy đẹp quá anh hút luôn rồi ha. Giờ bây giờ là còn con Echo 341. Con này thì em nghĩ là đăng lên anh em nào đang có nhu cầu cần máy cưa thì cũng không nhanh thôi chứ có gì đâu, mới vô là thấy cái lam Latin là thấy ngon rồi đó, còn nghĩa lại coi toàn bộ ở trong này là không có cái con nào mà lam Latin. À, cái con này là tinh nữa nè, con này linh tinh nữa nè, con này lam Latin mini nè, nó ảnh là lam Latin mini đó, có 2 con thôi, 1, 2 lô này ngược đời ha. Số 1, số 2 là rẻ tiền nhất lại là lam Latin, còn mấy cái anh mà mắc tiền nhất ở trên kia lại là làm bánh xe ngộ ha. Mình coi ha, rất là đẹp, rất đẹp nha anh em. Rồi con này 2,1 triệu ha. Kế tiếp nữa là một cái con rất là đã, phải nói là rất là đã, rất là mini, cực kỳ mini, đó là cái con Genwatch hay là cái con Komatsu, anh em hay còn gọi là cái hiệu này nó ngộ lắm nha, cái hiệu này nó tới 3 tên gọi lắm, anh em gọi Genwatch nè, Genwatch cũng đúng, mà anh em gọi là Komatsu. Komatsu là cái đây đây nè, Komatsu đây nè, anh em thấy chữ Komatsu không? Đó, Komatsu, cái hiệu mà anh em thấy ở trên mấy cái máy mà máy gì trời, cái máy xới đất, cái máy Kobe, cái máy cặp đất á, à mấy cái máy xới đất, máy công trình đó là Komatsu là tên gọi thứ hai của nó, tên gọi thứ ba của nó nhiều người gọi nhất là G đó, anh em gọi là cái con G251, G351, G445, G55 gì đó, anh em gọi là dòng G nó, thì cái hiệu này nó lạ, nó tới 3 tên gọi luôn ha. Thì cái con này là rất là nhẹ nha nè, có thể nói là nó là cái cần mà G2551 này nè, em thì cũng hay gọi là dòng G luôn, tại vì gọi cho nó nhanh ha, gọi tắt đó. Thì cái dòng G mà 2551 này có thể nói là nhẹ nhất, rất là nhẹ, không có cái máy nào mà nhẹ hơn nó. Mà đặc biệt cái con này là ông nội nè, bữa nay ông xài cái lam gì cái lam gì mà như cái dao Thái Lan vậy đó ha, lam nhọn quắt luôn đó, anh em thấy không, ở đầu ở trước nó tù ở sau nó nhọn quắt luôn, nó nhọn rất là nhọn nha. Anh em hình dung được cái độ nhọn không, anh em nhìn mấy cái lam khác của ta nè, cái độ nhọn của nó là chỉ có 3 phân thôi nha anh em, chỉ có 3 phân thôi, mà xích ở đầu này là chỉ có 2 phân thôi nè, mà trong khi anh em coi cái đầu của người ta, một cái lam bình thường là của người ta là tới là bao nhiêu, là tới 7 phân lần nha anh em, cái lam của người ta một tới 7 phân. Thì cái con này rất là phù hợp cho anh em nào mà cần máy cưa nhỏ gọn, tỉa mấy cái cây cành nhánh đồ nhỏ gọn đó, thì tùy vô mục đích của mình xài ha. Mấy cái anh mà anh xài máy cưa khủng, anh gặp máy này gì xài gì trời, nhưng mà có những người ta có nhu cầu những cái máy nhỏ như thế này, hoặc là đơn giản người ta cưa củi mà người ta hít gọn nè, đó hàng nào mà chống thì lụi nó luôn nè, nó thì rất là ngon đấy đó. Con này rất là độc đáo nghe em, mà lam nó là lam Latin luôn nha, nó không có bánh xe đúng không, nó lam Latin luôn đó.
anh em thấy không, vừa có lam vừa có xích luôn mà chỉ có 3,2 kg thôi, trời ơi nhẹ nhất thế giới luôn rồi đó anh em ơi ha. Con này là nhẹ nhất thế giới rồi, bản thân cái máy này đó nhẹ rồi nó đi thêm cây lam này nữa thì thôi tuyệt vời mặt trời luôn. Mà cái xích nữa này nó còn quá dày luôn nè, xích này gần như là giống như xích mới vậy, dày cui luôn. Mấy xích này đưa vô cưa luôn thôi chứ còn mà khỏi mà đi dũa đi xiết gì hết chưa. R250 ha. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời luôn. 3,2 kg thôi, quá nhẹ anh em. Con này 2,1 triệu nha anh em, cực kỳ hiếm nha, cực kỳ hiếm anh em. Mà kiếm một cái máy mà máy hiếm mà máy nhẹ nhất thế giới ha thì chỉ có con này thôi đó. Rồi kế tiếp nữa là cái con C3, con C3. À em quên đo cây lam của cái con này là bao nhiêu tấc ha. Con này nãy đâm đo rồi, con này thì đo cây lam của nó coi, lam của nó là lam 3 tấc nha, 3 tấc ha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con tay cục ha, một cái con tay cục. Rồi coi em coi con này là cái con gì. Hitachi ha, con này là Hitachi đi cây lam Archer Australia, quá đẹp đó, quá đẹp, lam căng vuông vuông ha. Hitachi CS35 đó, rất đẹp, con này rất đẹp anh em, máy đã đẹp rồi cây lam còn đẹp hơn, xích còn quá đẹp luôn, xích về cui luôn đó. Con này có phanh luôn nha anh em, này có phanh nè, khóa lời cứng nhắc nè ha. Con này 2,1 triệu cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp, toàn máy tuyển không anh em ơi. 4 tấc, làm 4 tấc ha. Người ta có thể lên một lần mấy chục máy, mấy trăm máy, mấy ngàn máy, nhưng mà em lên lần có chục, hai chục thôi đó. Nhưng mà máy nào nó đáng tiền máy đó. Mà trong cái lô này chỉ có 9 con à, 4,1 kg, 4,2 kg, 4,2 kg 50, 4,2 kg 50 cho cái con tay cục Hitachi này nha anh em ha. Tay cục Hitachi làm 4 tấc ha, làm xích là quá tuyệt vời. Con này về là chỉ xài thôi, khỏi còn dũa nè, anh em nào mà lười dũa là mua con này nè. Đó, có phần luôn ha, có phần luôn. 2,1 triệu. Rồi. Kế tiếp nữa là cái con hồi nãy em mới nổ, đó là cái con Makita nòng đứng, sản xuất tại Đức ha, con này sản xuất tại Đức. Đó. 3440. 3440 Made in Germany nè. Đó, 3440 thì nó khoảng 35cc nòng đứng đó anh em. Cái lam của nó là Makita còn chữ luôn nè. Rồi lam cũng 4 tấc luôn ha. Rồi để coi con này, con này chỉ có cái trắng tay cầm không có phanh nha anh em, nhưng mà nó được cái là nó nồng đứng, sản xuất tại Đức, cực kỳ vip nha, rất là vip. À, nãy em có nổ máy thử rồi đó, 5,2 kg ha, con này 5,2 kg. Nó có cái van xả bích tông luôn nè, cái van xả bích tông này là khi mà mình ấn vô mình giật máy rất là nhẹ, còn khi mà máy nó nổ lên rồi nó tạo cái độ hơi thì nó sẽ phụt cái nút xanh này ra, thì nó gây nó làm cho cái bích tông cái xi lanh nó kín hơi lại, nó nổ hoạt động bình thường. Còn cái ấn nút này nó có tác dụng là nó vừa hai tác dụng, một là mình ấn nút này vô mình giật nó sẽ nhẹ giật cho mình, thứ hai nữa giật nhẹ heo luôn ha. Thứ hai nữa là mình ấn nút này khi mà giật thì những cái mũi bích tông, những cái bụi, những cái khói, những cái dị vật ở trong xi lanh nó sẽ heo cái này một phần, nó ra bớt thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của cái mục của cái bích tông mình hơn, của cái xi lanh mình hơn, là một cái khối xi lanh bích tông kín, nó không có cái van xả bích tông. À, thì cái tác dụng của nó là vậy, nhưng mà chủ yếu là nó để cho nhẹ dịch, tác dụng chủ yếu của nó là vậy ha. Rồi Makita con này giá 2,2 triệu ha. Đó, sản xuất tại Đức nha nè. Kế tiếp nữa là cái con C4. Rồi bà vợ em bà chắc tàu lao tới C5 nè anh em, xin lỗi nha, tới C5 rồi bà tới C6 nha, bởi vì em nói con trắng trước đó, C4 tới C5 ha, bả chắc đó ha, bả chắc. Rồi à, con này là C5 là con Echo GC301, con này thì quá thần thánh rồi, con này thì lô con nào giờ là lần nào về được con mấy con là bay hết mấy con. À, cái độ bay nó tùy thuộc vô cái độ nhanh của anh em đặt cọc, anh em nào đặt cọc nhanh thì chốt ha. Có nhiều anh em gọi đầu tiên nhưng mà anh em gọi hẹn tới chiều tới sáng mai anh em mới đặt cọc thì không có thể chốt được, em chỉ đợi cho anh em được khoảng tối đa 30 phút thôi, chứ còn nhiều khi anh em đổi ý qua con khác hoặc anh em không mua luôn thì trong cái thời gian đó có rất là nhiều anh em mua rồi em đâu có biết chừa cho ai, chỉ có ai đặt cọc sớm nhất thì em chốt thôi, và em sẽ cho anh em thời gian đi mua cạc, mua điện thoại hay chuyển khoản gì đó là trong vòng khoảng 30 phút thì ok ha. Rồi con này là lam 4 tấc nha, con này có phanh và phanh còn hoạt động nha anh em đó, có phanh và phanh còn hoạt động đó. C5 Echo GC301, con này 4,05 kg, coi như là 4 kg luôn đó anh em ơi, coi là 4 kg, nó không có chênh lệch gì nhiều, 4 kg giác chút ha, 4 kg giác chút.
rồi 2,3 triệu. Kế tiếp nữa là cái con Makita tay cột nữa, con này cũng có phanh luôn, con này là Makita MDE331. Nó có một cái phiên bản là màu xanh 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 nữa nghe nè. Cái con Makita 331 này nè, cái màu xanh của nó sẽ có cái mã là MDE333, còn 331 này là màu cam. Đó, cái màu xanh nó cũng y gan vậy đó. Ủa, cái lam quá trời đẹp anh em ơi. Cái lam quá trời đẹp luôn. Rồi, con này lam 4 tấc luôn ha. Trong cái lô này lam 4 tấc không. Đó, chỉ có cái hàng nãy nhỏ nhất là cái hàng G250 251 gì đó. Là nó là 3 tấc thôi, chứ còn nhiều là 4 tấc hết. Anh này bao nhiêu? Anh này 4,5 kg. Anh này 4,5 kg, anh này anh nặng hơn cái hàng Nghe Trô bên đây ha. Máy ảnh lớn hơn mà. Máy ảnh lớn hơn. Con này 301, con này 331 là. Đó, Makita. Đó, Makita này sản xuất tại Nhật mấy anh nha, chứ không phải là sản xuất tại Trung Quốc, anh em khỏi lo ha. Những cái đời mà sau này từ năm 2018, 2019, 2020 gì đó thì có thể là nó sản xuất, vừa sản xuất tại Trung Quốc vừa sản xuất tại Nhật, nhưng mà mấy cái đời này là toàn bộ là sản xuất tại Nhật hết, anh em yên tâm nha. Có phanh và phanh còn hoạt động luôn nha. Đó, cốc cốc ha, rất là đẹp nha nè. Đó, rất là đẹp. 2,350 triệu cho con này. Rồi kế tiếp nữa là hai cái con mà gọi là gia đình có điều kiện khá giả mà muốn cưa gia đình đó, giống như là mấy nãy giờ là ở đây là mấy cái dòng máy phổ thông nè, còn hai cái anh chàng này giống như là xe máy mình so với quay rim bây giờ em lắc, bây giờ mình lên SH đó, thì cái con này, hai con này là y chang vậy đó anh em ơi. Nó là Shinewa, thì anh em đã biết rồi, em đã có tư vấn, em đã có review cho anh em rất là nhiều rồi. Trong cái dòng máy cưa đó thì trong mấy dòng máy cưa mà cụ thể là máy cưa của Nhật đó thì Shinewa là đứng đầu về máy cưa ha, còn tất cả các hãng khác đều xếp sau đó. Còn nếu mà so những nước khác thì nó có thể nằm ngang cơ với lại là Austin của Đức, hoặc là Husqvarna của Thụy Điển, hoặc là cái gì của Mỹ quên mất tiêu rồi, Maloc của Mỹ ha. Đó, còn nếu mà máy cưa Nhật thì không hàng nào qua được Shinewa đâu. Thì hai cái con này là Shinewa E300, nó phù hợp cho anh em cưa gia đình, là nó là nòng đứng và cái hương hiệu của nó là hương hiệu lớn, và máy nó chạy thì đương nhiên rồi, nó giống như anh em đang chạy chiếc quay, chiếc rim, anh em chạy lên chiếc SH thì hàng này y chang vậy. Em mô tả vậy là anh em hiểu, dễ hiểu, dễ hình dung, để thôi nói chuyên sâu vô cái máy. Máy nó chạy sướng, nó bốc sao nhiều khi anh em không hình dung được. Thì bây giờ em nói đơn giản thôi, ví dụ như anh em đang chạy chiếc quay, chiếc rim, bây giờ anh em chạy lên chiếc SH thì cái độ sướng nó là gan gì đó, dung tích của nó có thể là nó sẽ bằng với mấy hàng ở bên đây, mấy cái hàng phổ thông bên đây, nhưng mà cái cảm giác chạy, cái độ bốc với lại cái độ bền của nó thì nó là thuộc về đẳng cấp, tức là hàng cao cấp đó. Nói chung nãy giờ nói cái câu này là em dễ hiểu, nó là hàng cao cấp ha. Rồi cái con C7 này 2,5 triệu, C8 này là cũng 2,5 triệu luôn. Hai con đều là Shinewa E300 hết. Cái con bên đây thì cái tem ở đây nó bị bay, do có thể là do em trong quá trình em rửa em tẩy nó bay, nhưng mà cái lam bên đây lại còn thấy chữ Shinewa. Ở đây bên đây cái chữ cái E300 nó còn rất là rõ nét, nhưng mà cái lam chữ Shinewa nó đã bay thì nó được, nó bù qua đắp lại ha. Đó, 300. Đó, hai con bên đây, con đây thì cái lam nó còn cái chữ tem, còn bên kia thì nó không có. Rồi, con này là 3,5 tấc nha nè, lam nó 3,5 tấc ha, 3,5 tấc luôn ha. Hai con này lam 3,5 tấc anh em đưa được cái cây tới đường kính tới 7 tấc rồi nha nè, lưu ý ha. Đó, máy nồng đứng nè ha. Rồi em đưa lên cân 4,6 kg, 4,7 kg, 4,8 kg ha. Con này là 4,8 kg, còn C7. Kế tiếp là con C8 4,8 kg luôn. Hai con này y chang nhau về khối lượng 4,8 kg. Đó, nó là cái dòng máy cưa cao cấp dành cho gia đình, chứ không phải là máy cưa lớn dành cho cưa chuyên nghiệp nha. Lưu ý nha, nó là máy cưa cỡ trung dành cho gia đình ha. Đó, anh em có điều kiện lấy được con này để cưa cho gia đình là tuyệt vời ha. Phải nói là tuyệt vời, nó nồng đứng rồi, hết sảy rồi. Cái độ hao xăng, cái chế của nó là cái chế tự động đó. Cái chế quạt khí á, chế quạt khí của nó là chế tự động, thì nó sẽ rất là dễ phù hợp cho nhiều anh em mà xài mà không có biết chỉnh vít HL, chỉnh xăng gió đồ này kia đó, thì thằng này hoàn toàn tự động hết, cái chế của nó tự động hết, anh em muốn chỉnh cũng không được ha. Đó, chỉ có chỉnh cái gan tì thôi ha. Chỉnh gan tì đây. Con bên đây nó mới tự động nè anh em. Con bên đây đời tự động. Con bên đây đời tự động, đây là chỉnh gan tì nè. Anh em thấy không? Nó không có vít HL. Con này nó xài chế tự động bên đây ha. Còn con bên đây thì nó còn cho anh em can thiệp được vít HL chỉnh.
nhưng mà đa phần là những cái máy này nó đã căn chỉnh tự động hết rồi, không cần về anh em không cần thiết phải chỉnh nữa. Với lại là mấy cái lọc ở đây nè, đây nó có cái miếng lọc, lọc nằm ngang đây, còn bên đây thì cái lọc nó nằm ở trên này ha, nó tùy cái đời khác nhau. Rồi ok, em qua hai con kế tiếp nữa. Cái con cuối cùng đó là cái con xe chính đó, cái con xe chính, cái con này là Shingu ha, Shingu, Shingu đó, sản xuất tại Ý anh em, Italia đó, Shingu. Rồi cho anh em coi cái làm con này, nãy em có nổ máy nó chạy rất là dữ. Rồi con này là lam 42 cm, nó khoảng 42 cm, nòng đứng anh em, nòng đứng, em có nổ máy nãy đó, đó nó sản xuất tại Italia, Italia đây nè. À, cái địa chỉ gì đó của Italia, một cái thành phố gì đó của Italia này. Đây con này là 5 kg 1, 5 kg 2 ha, 5 kg 2. Rồi con này 5 kg 2 ha, Shingu. Cái con Shingu này mã đúng của nó là Shingu 940C nha anh em. Cái tem mà 936 này là cái máy nó về nó bị rách thôi, dán cái tem 936 vô nhìn cho nó đẹp thôi, chứ mã đúng của nó là 940 ha. Thì cái con này đâu đó nó đa, nó khoảng là 40cc đó, nó đi cái lama chơi. Rồi xích của nó đây, con này nồng đứng nha, hình như nãy là nó có phanh, có phanh không nha, đây có phanh. Và đây là nó thuộc cái dòng cao cấp nên là nó sẽ có cái bộ phận lò xo nó giảm sốc nha nè. Đây lò xo nó giảm sốc để nhiều khi anh em chạy mà anh em thấy nó nhịp, anh em tưởng nó bị rơ cao su hay gì đó ha, thì nó là do nó có cái này thì nó sẽ đỡ anh cho mình rung tay rất là nhiều nha. Đó, đây là ốc của nó ha. Rồi làm thì nãy em có coi rồi, thì đưa vô nó là nồng đứng, thì như vậy là trong cái lô này nó chỉ có cái con C7, C8, C9 với lại C4. Rồi là 4 con nồng đứng, còn lại là tất cả đều là nồng nằm ha. Đó, tất cả đều là nồng nằm. Ở đây là 4 con này là nồng đứng nha. Nồng đứng thì nó sẽ chạy bốc hơn cái hàng nồng nằm ha. Rồi, anh em nào coi có nhu cầu thì cứ liên hệ theo cái bảng này bên em giùm em ha. Chiều nay thì có thể là chiều, trong chiều hoặc là mai thì bên em sẽ lên cái lô cắt cỏ ha. Rồi anh em cứ đón theo dõi.